Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tải video TikTok không logo trên điện thoại iPhone. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn. Bước đầu tiên á thì mình vào cái ứng dụng TikTok nha. Rồi sau đó các bạn tìm tới cái video mà các bạn muốn tải về. Sau đó các bạn bấm vào cái mũi tên chỉ sang bên phải ở chỗ đây. Các bạn bấm vào rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào sao chép liên kết nha. Nếu như các bạn không thấy ở đây thì các bạn kéo qua các bạn tìm. Các bạn bấm vào sao chép liên kết. Đã sao chép liên kết này. Rồi bây giờ các bạn thoát ra. Các bạn vào cho mình cái ứng dụng Safari trên iPhone. Sau đó các bạn bấm vào cái mục tìm kiếm hoặc nhập địa chỉ web này. Đây. Tìm hoặc nhập tên web nha các bạn bấm vào sau đó các bạn nhập cái trang web là snap tích app rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào đi cho nó vào cái trang web này rồi sau đó các bạn bấm vào cái mục đây các bạn bấm giữ vào nha nó có chữ dán này các bạn bấm vào dán các bạn dán cái sao chép liên kết hồi nãy các bạn đã sao chép ở trên tiktok rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào download rồi, sau đó các bạn bấm vào download tiếp ở chỗ đây. Rồi cái này các bạn tắt đi. Bạn có muốn tải về này thì bước này các bạn bấm vào tải về nha. Rồi, vậy là nó đã tải cái video TikTok không logo trên điện thoại iPhone thành công. Bây giờ các bạn bấm vào cái mũi tên chỉ xuống nhỏ nhỏ này các bạn bấm vào. Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào tải về nha. Đây chính là cái video TikTok của mình nè. Các bạn cũng có thể bấm mở lên like để xem. Bấm phát này. Thì hiện tại cái video này like nó chưa có trong cái ứng dụng ảnh của mình nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thêm nó vào trong ứng dụng ảnh. Thì các bạn bấm vào cái video này, sau đó các bạn bấm vào cái mũi tên chỉ lên. Có ô vuông này, có cái mũi tên chỉ lên ở góc dưới bên trái này. Đây, các bạn bấm vào nha. Sau đó các bạn kéo xuống, các bạn bấm vào lưu video. Rồi, vậy là mình đã lưu video nha. Bây giờ mình vào ứng dụng ảnh này, thì nó đã có cái video TikTok không logo mình đã tải về trên iPhone. video này không có logo nha Vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách tải video tiktok không logo trên điện thoại iphone Video của mình cũng dừng tại đây Cảm ơn các bạn đã xem Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé Bye bye